Hiện nay trên thị trường có rất nhiều bể bioga với kiểu dáng và mẫu mã khác nhau, như bể xây gạch, bể nhựa tái chế hay bể bioga chất liệu nhựa composite. Vậy đâu là mẫu bể đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn cao nhất? Chắc chắn sẽ không có sự lựa chọn nào tốt hơn bể bioga composite Thành Lợi. Với chất liệu nhựa composite cao cấp, không bị axit ăn mòn, bể tự động phá váng, tự động đẩy vã ra khỏi bể, áp lực khí ga cao, độ kín khí tuyệt đối, bể tự động xả khí ga khi đầy mà không cần van an toàn, tuổi thọ lên đến 80 năm. Đặc biệt đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công nhận là tiến bộ khoa học mới nhất. Là công ty hàng đầu chuyên sản xuất bể biogas, bể phốt và các sản phẩm vật liệu nhựa composite, Bioga Thành Lợi đã tự đầu tư nghiên cứu ra mẫu bể bioga công nghệ mới nhất với điểm khác biệt cơ bản trong sáng chế, nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất phục vụ cho người chăn nuôi trên cả nước. Điểm khác biệt khi nhận biết sản phẩm của chúng tôi là về cấu trúc hình cầu với bề mặt cong tròn đều và đối xứng, hạn chế tối đa quá trình nghiêng lún, hai chốt khí trụ nghiêng cao, đúc liên khối, cửa vào nhỏ hình ống khói, cửa ra thiết kế to hơn cửa vào. Hai phần lõi của nắp trên theo chiều thẳng đứng, bán kính lõm cửa vào nhỏ hơn cửa ra, bán kính lõm nắp bể thấp hơn. Chính vì điều đó nên chứa được nhiều ga hơn bể công nghệ cũ. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bể biogas và là nhà sản xuất uy tín chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, các sản phẩm và dịch vụ của Bioga Thành Lợi đã khẳng định vị thế số 1, được người chăn nuôi lựa chọn, đồng hành và đồng thời cũng là đơn vị cung cấp bể biogas cho các dự án khí sinh học lớn tại Việt Nam. Sản phẩm áp dụng bể biogas công nghệ mới KT3C với kết cấu đặc biệt, lượng khí ga cao gấp 3 lần bể kiểu dáng cũ có cùng kích thước, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ khoa học và áp dụng vào các dự án lớn tại Việt Nam. Các sản phẩm bể biogas, bể phốt do công ty Thành Lợi sản xuất được bảo hành 5 năm. Kết nối những thành công bể bioga Thành Lợi, chúng tôi cam kết sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, giúp làm sạch môi trường và tạo ra năng lượng sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới Việt Nam hiện đại và phát triển. Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp với công ty để được tư vấn và đặt hàng theo số điện thoại 038 21 21 888 038 21 21 888 0971 15 1586 0971 15 1586 Địa chỉ: xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trân trọng cảm ơn và hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.